Tạm lắm nha, vô. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà, cốc trà lồ ồ nha. Đã rồi ha. Lên khói luôn. Tầm mới vuốt xong cống lồ ồ nè. Mình làm một cái cốc đựng trà nó thơm lắm cả nhà. Vừa vuốt xong cái tâm bỏ qua hơi lửa sơ á, thơm lắm luôn á. Giờ mấy anh em dùng trà xong rồi hồi nữa đi soi vòng. Đi soi với kiếm mớ rau à. Ừ, kiếm mớ rau tối mình nấu ít đồ ăn ha. Được, trời lạnh này mình làm cốc trà cho ngắm nè. Vô. Hai anh em Tâm mới phát hiện một lùm rau dớn rất là to luôn nè cả nhà. Bên kia nữa kìa Hạnh ơi. Ừ. Này. Nè, cái cọng của nó này nó lên từ cái cây nữa nè. Để Tâm quay cái gốc rau dớn về đây mình xem nè, cái gốc nó nè. Nó có gai 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 dưới đây, nó lông lông mà chứ không có gai nhiều. Đó, mấy gai này mềm mềm mà. Nó lên một cái đọt non nè. Ngon lắm, này ngon hơn rau chạy nhiều luôn. Có nhiều anh chị em nói Tâm á là hỏi Tâm là cái loại này sao giống dương cây cái dương sĩ á. Thì cái này không phải cây dương sĩ. Cây dương sĩ nó cũng cái lá nó cũng giống giống vậy nè. Nhưng mà cái cọng của nó khác lắm cả nhà. Như cái cọng rau dớn này nè, đâu. Nè. Cái thân chính giữa nó là màu xanh, còn cái cọng dương sĩ là nó đen đen tím tím lên. Đây được mớ nữa nè. Nãy giờ chút nữa mấy anh em nấu được nồi canh. Em nhìn thử nấm rau của anh chất lượng ghê không nè. Nè. Anh gấp vô luôn. Ý. Tâm phát hiện con cua đá này cả nhà. Đây. Ui ui, nó đẹp nè. Đó, cái này là cua đá nè. Chà, cái suối này là bộ có á. Để Tâm lấy cái nồi, Tâm bỏ nó vô. Đó, nó núp với cái lá, cái con này bự hơn con nãy nữa này, đồng mua cái càng nữa kìa. Ủa, đang ăn cái miếng gì vậy? Không, cái càng của nó. Ôi, con cua đá đã không? Lụm. Ôi. Đã ghê ta. Cái con này nhìn cái mai của nó khác hẳn con cua đồng mình luôn nè cả nhà. Đó. Càng của nó nè, tím lên. Hai con rồi. Ý, vô đây. Đó, cua còn quá chừng dán nước nữa nè. Ít đồ bự nè. Con này là đặc biệt, nó là ở vùng suối nó nhiều lắm cả nhà. Nó nhỏ rồi chứ nó không có to. Mùa này thì cái suối này nó không có nhiều nước rồi. Nó khô rồi. Này mà mưa xuống á là cái suối này nước dữ lắm. Cua con nè. Cũng là cua đá luôn mà nó nhỏ nè cả nhà. Có chút xíu à. Nhỏ quá Tâm không có bắt nè. Cho nó đi. Tí nị à. Cái loại đó nó bự lên là nó cỡ này nè. Ê. Một con nữa nè. Giờ này bắt đầu nó ra. Đó, cỡ như con này là bắt ăn được rồi nè. Đã ghê không? Ba con rồi. Cái nhà mình thấy cái gì đây không? Nè. Cá trào đồi á. Nè. Cá trào đồi nó ngủ nữa cả nhà. Con này cũng được á, không nhỏ đâu. Đó. Ngon kìa. Để Tâm kẹp con cua này. Ủa, này. Dính nè. Cá lóc dây xanh. Dương cái lá. Đây. Cá lóc dây xanh nè cả nhà. Con rồi thả nha. Nè.
loại này nó đẹp lắm, loại đó người ta hay nuôi kiển á. Đây con này, hai con có bắt đâu rồi đó, được hai con rồi. Trời ơi, con cá chào đòi này bự nè cả nhà ơi. Nè đó. Nhìn mặt nó dữ ghê không. Con này nhìn mặt nó dữ ghê cả nhà đó. Nãy con thấy một con, giờ một con nữa. Có một hai con, thành ra là không có bắt hay. Bắt cua được rồi. Hai con cua đi một được một đoạn, tầm thấy đây có một con nữa nè cả nhà. Ơi, đang cầm hai con này kiếm cách thoát của bác con này rồi, nó chui kẻ đá đây. U, nó có hang đây rồi cả nhà ơi. Rồi nó có hang trong này nè. Ui, chạy con. Con này của Tâm bị xảy ra. Còn con trong này nữa nè. Đây, nó chạy ra nè. Ủa, nó bự kìa. Ui, con này bự ghê ta. Ui, đừng cắn nha, đừng cắn nha. Ừ, con cá trào đòi chào bá luôn. Đâu dữ vậy, nè. Chết à. Ủa, con cá trào đòi bự nè cả nhà. Nói con này nó ốm quá. Mùa này cá chưa mập á, cá trào đòi nè. Dài thon nè. Tha cho nó đi cả nhà. Mình bắt cua thôi. Tâm thấy một con nữa kìa cả nhà. Nè. Đó. Ủa, đây là ba con Tâm cầm rồi, chứ lại mấy con nãy Tâm bỏ trong cái nồi á, Tâm để thằng lúc tí thằng kia. Giữ ngư. Đây con đó nè. Tâm cũng bắt được nó nè cả nhà, con dưới ngàn ngón tay út nè. À, đây Tâm cầm là 4 con nè. Đã ghê. Cua đá. Tiếp tục đi kiếm thôi. Đây một con nữa, đây một con nữa. Ơi, nó chạy xuống xuống. Ý, hết tay bắt luôn rồi. Ồ, kiểu này chắc hồi sẽ nó kẹp Tâm. Hết đường gỡ luôn cả nhà. 5 con trong tay Tâm luôn. Quả trời luôn. Hồi nữa em Hạnh mà thấy Tâm đem cái nồi cua này về là em Hạnh hết hồn luôn nè. Nhiều thiệt chứ. Đi có chút xíu mà lụm quá chừng luôn. Đó này, cái hang đó này cả nhà. Đó, nè. Nó dùi ra đó, cái này nó bỏ hang nó ra rồi nè. Chứ nếu mà còn nó là nước cũng đục rồi. Bây giờ với mấy cái lá. Ui, hết hồn, tưởng nó con cua. Cục đá. Đá tưởng con cua bự. Em đi tiếp lên trên mấy cái dạc trên này luôn. Hồi nãy Tâm tưởng đó là ít cá trào đòi á cả nhà, ai về cái suối này cũng nhiều cá trào đòi ghê luôn nè. Đây con cua nữa nè. Ui, con này nhỏ béo, anh thả nó đi. Nó hay núp ở dưới lá này nè, mình vừa đi tới nó thục vô. Ôi, con ếch. Ếch rồi. Ếch rồi. Chạy tiêu ơi. Ê, con cua nữa nè. Con cua nó núp đây. Con này bự nè cả nhà. Nè, Tâm mới thấy nè. Dính. Bữa nay có món cua đá đãi em Hạnh này. Đã không? Tím riêm luôn. Nó núp kế con nhà anh luôn nè. Ui, trời ơi. Quá trời con luôn. Cả nhà nè, có một càng nữa chứ. Ôi, ôi, coi nè, nhìn con nó đẹp ghê không cả nhà, hồng 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 lên á. Ôi anh bạn, ê lộn,
cô nàng đang ôm con. Thôi không đụng vô, để cho nó đẻ ra đi. Còn con quá trời dưới bụng nó luôn cả nhà. Tâm tưởng đâu là cua đực ai dạng cua cái đang ôm con. Thôi không bắt đâu. Nè hang đó nè. Có cái chừng của nó nhỏ. Đây nó có cái cây ngã hoài suối. Ôi ơi, to ghê em cả nha. Ừ, nó dán chui rộng rộng, đục không. Tâm đi nãy giờ cũng xa lắm rồi. Giờ quay trở về cái trại cả nha. Giờ khoe với em Hạnh là mới bắt được một mớ cua. Tối nay mấy anh em cháy ăn cơm với lại có rau để mình nấu canh rồi đó. Giờ cháy cua nữa là được hai món. Đây một cái cây nó chắn ngang suối nữa nè. Nó to kinh khủng luôn. Này chắc mà mấy lúc mà nó ngã xuống cái nhà nó là một cái ầm lớn lắm. Một nồi luôn cả nhà. Ừ, làm gì đó? Rửa tay uống trà. Uống trà nè. Uống trà nè. Nè, nhìn nè. Trời ơi. Ủa đâu dữ hả? Được không? Ngon lành không? Được mấy con luôn đó em. Càng có càng. Nè. Đẹp ghê ha. Nó kẹp lẫn nhau đó, thấy không? Ừ. Quá trời luôn. Cái này chút nữa mình cháy hả anh? Cháy tỏi á. Ờ cháy mà mặn mặn ăn cơm ha. Cháy tỏi ha. Nào cái chung của anh rồi. À chiên giùm anh cái chung. Anh làm cốc nè. Ý có bù hóng rồi. Có bù hóng nó bùi gì. Nhiều lúc mà mình mở đèn á cả nhà, cái bù hóng nó vô quá. Làm cốc trà. Anh em dân dỏng ngay chỗ cái suối luôn. Cái mùa này thì dân mình nghỉ ngơi vậy được, chứ mùa mà mưa xuống là không có dân về nha anh. Nước trên đền nó đổ xuống đó. Giờ mưa xuống không dám ở đây đâu. Mưa xuống kiếm chỗ cao cao á. Làm cốc trà đã quá. Pha đậm đậm như này uống ngon ghê. Con này kẹp đau. Đau lắm á. Kẹp tét á. Con này là dư hai anh em mình ăn luôn á. Dư. Hồi đó anh có ăn nó một lần. Thì bữa nay nè anh mới bắt được lại. Em chưa ăn được con nào. Em chưa ăn được. Hồi đó là lúc anh lên trên Bình Phước á, con anh ông làm cái món này cho anh ăn á. Anh nhớ hoài luôn á, nó kiểu như rang me á em. Trời ơi ngon lắm. Trời ơi. Bỏ mấy cái que nó thôi. Giờ này hồi nữa nó thấm gì tới chồng luôn ha. Thấm tới chồng luôn. Tâm đi một vòng là được một đĩa cua nè cả nhà. Nhìn hấp dẫn chưa? Giờ cháy sơ nó với lại tỏi á, mặn mặn ngọt ngọt lên chút xíu nữa mình dùng cơm. Than quá trời than luôn Hạnh ơi. Này nóng lắm luôn em. Trời ơi, hấp dẫn quá luôn nè cả nhà ơi.
Đây thằng hến này hồi chiều thăm bắt cả nhà. Hai anh em đâm cũng được mớ. Giờ bắt đầu luộc. Xong rồi hồi nữa có mấy lần trước á là Tâm luộc xong cái Tâm bỏ cái phần nước á, gia đình mình có góp ý với Tâm á là dùng thử cái nước đó để cho nó lắng cái cặn xuống á, rồi mình luộc mình lấy cái nước mình nấu canh á, thì để bữa nay Tâm làm thử. Có cái con ấy nó bị văng vô nè, con bọ. Ồ, cái nước nó đục lại nè anh ơi. Đó, nó ra cái màu như đục đục như nước cơm vậy ha. Ui, nó bung ra nè cả nhà. Ôi ôi, mập nè. Đó, ảnh nhìn em đục lên nè, lẹ ghê ha. Hầu như là nó bung ra hết luôn rồi nè cả nhà. Đó, giờ là mình chỉ gấp cái phần vỏ này mình bỏ ra thôi. Cái này nó dễ bung ghê luôn, vừa đưa vô nước sôi Tâm bỏ vô là quay qua quay lại là nó bung hết luôn rồi. Đây là cái phần hến Tâm luộc xong rồi nè cả nhà. Bây giờ là nó sôi rồi, Tâm cho rau vô xong rồi mình nêm nếm nó là xong thôi. Rau dấn quá trời luôn nè. Ui, bữa nay ăn rau dấn đã luôn. Rau dấn bữa nay nhiều lắm nha Hạnh. Nhiều lắm, em đạo rau. Ôi ôi nè, thì nhóc luôn. Thấy vậy chứ nó xẹp xuống nè em. Nó xẹp quá liền. Anh cho nó xẹp xuống cho anh bỏ thêm vô nữa. Xíu nước mắm vô. Xíu đường. Thêm nước chanh vô. Làm canh chua. Dặn thêm xíu muối nữa cho nó có cái vị với cái nhà. Thường thường á Tâm nấu canh là Tâm hay dặn thêm tí muối. Thì có bỏ nước mắm rồi nhưng mà vẫn dặn thêm tí muối vô nữa. Cuối cùng thì cái phần cơm của Tâm cũng xong rồi. Đây là canh hến nè cả nhà. Nhìn rau xanh đã ghê không. Bữa nay Tâm rút kinh nghiệm mấy lần trước Tâm đổ bỏ cái phần nước luộc hến á, cái đâm ra là hơi tiếc đó cả nhà. Đợt này Tâm giữ được phần nước luôn, mình luộc sạch sẽ hết rồi. Nói chung là nãy Tâm mới nếm nghe nó vừa ăn lắm. Mấy con cua đá nhìn đỡ quá. Cảm ơn em. Mời gia đình mình dùng cơm với hai anh em Tâm nha. Cua đá nè, lâu lắm rồi mới ăn lại. Mời cả nhà. Được quá em. Thơm tỏi. Nãy tỏi nhiều lắm hả anh? Cua này em Tâm phi với tỏi. Nó thơm lắm luôn á cả nhà. Bữa nay mình ăn cái món lạ lạ gì mà ngon em. Thơm. Anh em ăn cơm chỉ đơn giản vài món đạm bạc nữa nha. Hấp canh thử coi vừa không em. Rau nhiều quá, mình phải lấy đũa mình gấp luôn á. Lấy đũa gấp lên luôn. Nhiều lắm, múc không ra nổi đâu. Ồ, đã kìa. Lạnh miếng rau. Đã. Được á, ngọt quá. Mấy bữa anh bỏ nước. Gia đình mình góp ý với anh đây là lấy nước mới ngon. Thì bữa nay làm thử thiệt ngon thiệt luôn cả nhà ơi. Nghe nước chỉ ngọt thơm đã quá ấm. Cơm rừng là ngon nhất anh ơi. Đói á, ăn gì cũng ngon á. Làm con cua nữa nè. Tỏi thôi, tỏi thơm quá. Vàng thôi.
hai lưng xuống miếng anh em. Cái này không dám rót bằng cái ly uống trà đâu anh ơi. Cái ly đó rót là xỉn thiệt đó nha em. Nay đang ngủ luôn. Anh là chỉ rót bằng cái cốc này thôi. Mà gia đình mình cũng muốn cái tâm cốc nha. Đâu nghe nóng tới đó luôn. Không tới đó luôn không. Đây đưa miếng mỏ giúp, đưa mỏ giúp. Đây đưa năm anh. Làm cái ngàn vui rồi. Mời cả nhà. Đã. Quá hiền luôn anh. Anh hấp miếng nước canh mới được cho nó trôi lại. Nó xuống. Xuống. Đưa vào cái. Để cho đâu. Nghe nóng tới đó luôn. Tập đi cái cạnh cạnh ngọt hay kem. Vậy là mấy lần trước anh bị dở cái phần mà bỏ nước hến rồi. Thiệt, nó ngon thiệt luôn cả nhà ơi. Nó chạy ra vì cái lý do là con rít tấn công của nó nè cả nhà. Đó. Con rít bự khủng hoảng luôn. Con rít bự lắm anh ơi. Nó chui trong hang con nhện ngay chỗ con dây võng em nè. Ừ, con rít bự lắm. Nó mới lú mấy cái que nó nè. Nhện nè cả nhà. Cầm giùm anh nè anh. Con nhện hầm nè. Con coi răng nó nè hầm. Ừ, con nó cắn nè. Đó. Thấy răng nó ghê không? Thấy răng nành không? Ừ. Cắn cái cây nè. Thấy không? Ôi, cái nanh đó kìa. Em nhìn thấy cái nanh không? Ồ, trời ơi. Nhỏ quắc luôn không? Nhọn còn một con rít nữa, con rít to lắm nằm trong đây nè. Con rít chà bá luôn á. Kè ha, hàng lằn luôn. Hàng lằn núi phải không? Hàng lằn núi. Con cá bự lắm rồi. Cầm bắt con rít này luôn, chui vô này nè. Dính nó nè anh ơi. Thấy ghê không? Trời ơi, con rít nó bự kìa. Trời ơi, con rít. Ơi. Bự lắm anh luôn. Ôi. Ôi, cái cạn đó kìa cả nhà. Nói với lại con nhện hầm đang đánh nhau nè. Để tầm xử lý cái khúc này. Ồ. Con rít lửa nè anh. Ừ, cái người đó kìa. Ừ, bữa nè. Đỏ lét á. Nó bự bằng ngón tay em luôn kìa. Ghê không? Nhập kho luôn. Ôi, nó quấu anh. Vô. Rồi, đậy nắp lại. À,
xong. Hôm nay là cái chai keo rượu của mình đã gia nhập thêm hai loại độc nữa nha Hạnh. Là một là nhện hùm mới cả nhà. Đây, nhện hùm xám. Cái con này thì nó độc lắm. Cái nọc của nó là nếu như mà bị một vết cắn của nó, nếu như mà cái cơ thể của mình mà bị sốc phản vệ với nó là có thể dẫn đến tử vong á. Và tiếp đó nữa là một con rít chúa. Ồ, con này nó to khủng khiếp luôn nè. Tâm bỏ vô luôn. Hai loại độc. Thì con này, cái chai này là bây giờ là 7 ngày sau mới được uống. Chứ bây giờ là uống chưa được đâu cả nhà. Thì Tâm phải chăm thêm rượu vô nữa.